Đó, chị cứ dẫn chị xuống nhăn nhăn gội đầu cho khách rồi. Dạ. Đó thì ngay bị nước rồi đó chị. Đầu dưỡng sinh luôn hả chị? Da chị chắc không làm chi rồi. Thôi cái chị tiêm meso cho đẹp. Chơi trừ con Thư mà tớ kể mà đùa hạnh phúc vui vẻ rồi là thâu nhà buồn liền, nhà thú rụt liền. Chờ kể lên nhà hả hê, nhà ăn kem. Không có gì phải khóc, nhà mà dễ rơi nước mắt à. Chị lo chửi thú đầu đâu mà chưa khóc nữa. Nói là hợp duyên mà. Nói con màn hình đã không? Màn hình to lắm. Ngồi đây. Từng từ từng to không? Mà lý như cái bên coi mày bị dèo đấy, chắc cái cục mù mờ với cái lông mình từ ngày về đó. Ai xem cũng thích xem luôn điện thoại thôi. Bên đây mùa ăn nhiều rồi. Hàng không lỡ lên mà hàng ở trong đó. Bên đây nhanh hết. Một nơi trị dễ mà. Không bị thăm. Cái này á, điều trị đúng thì nó sẽ nhanh mà để lâu cũng mệt. Cái ca nó nhẹ nè. Cũng không nhẹ đâu. Làm là tí mà mệt. Không xì 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 nhiều. Lặng. Đã hay cả. Cái chó đã thì đã. Cái người bị dài mặt đau rồi đó, quá đau rồi đó, chịu đựng ráng ít nữa thôi. Không rõ gì chịu đau. Ôi đồ nhiều lắm nha ơi. Chạy như sụp nhà luôn. Có ai chạy lên chung rồi mà, phải không? Sáng nhận với đồ. Đồ của chị cũng nhiều lắm á. Rút vô ngu người luôn á. Sợ rơi dưới đất thôi, nhớt thôi chứ. Trời chứ mà mấy bữa đi. Đồ
không lấy mạnh luôn đi. Như cái mưa đầm mấy nè. Mà bay mấy mưa trước hả chị? Không, nhiều khi bên mưa, bên nổ mưa. Yeah. Thả lắm, thả lắm. Buổi chiều là bên đi về, bên đi nằm chờ nó mâu một vài về bên sân trang nặng mắt á. Chiều, đi về đi về. Dạ, thường em thấy là bên nó hay mưa trước. Xong mưa chính núi là mưa sợ không chụp chắc. Mà hình như thấy mưa rồi rồi. Những rào xí. Mưa khá này. Cứ đợt này mưa rồi. Mùng khô rồi. Cái thằng bữa hôm qua hôm kia gì đó vui, thấy ta là nó leo xuống giường, ta đi ra ngoài nó leo lên giường. Nó đen quá. Ông thấy chị là ông kêu không làm nữa, leo xuống giường. Ông ta vừa ra điện thoại ra nghe giường, cái thấy ông leo lên giường, ông gai sợ chú ý với ta này chứ. Trời. Trời có một núi dưới này nè. Chịu hết nổi giờ đấy, cho một khu sợ chịu nổi. Ráng thôi chứ trừ ra. Lai ngàn rồi đó. Vô rồi mà chuyện như thành còn rực với hết mới, không còn chuyện hết mới. Em đi ngoài trong khoảng này, chứ sợ đam mà. Xị ra tự nhiên. Có dính nước mưa không? Chắc có chị. Nhưng mà đồ chị đem vô luôn là hết rồi chứ. Dạ, em đem từ cái xe vô luôn. Để cho nó rạo đi, kiểu như con dịch bay hụt á, là sợ đam mà. Đúng rồi. Mình đi ra kiểu như sẵn nặng chưa mới. Nhàng đừng có rửa nhàng. Em sẵn nặng chưa nặng chưa hành nặng. Tuyền quá. Làm đi. Hà làm. Mố chị chưa làm chứ hắn. Đi.
đẹp hẳn luôn vậy. Cái vụ mà tim mà xóa nhăn là ok nhất luôn á. Cái nữa.